với những chiến thắng áp đảo trong ngày bầu cử sơ bộ siêu thứ ba, đương kim Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đang tiến sát tới suất đề cử của mỗi đảng. Các đối thủ của hai ông cũng đã tuyên bố rút lui, mở đường cho cuộc tái đấu giữa ông Biden và ông Trump vào tháng 11 tới đây nhằm giành vị trí ông chủ Nhà Trắng. Tổng thống Joe Biden có chiến thắng ở 14 trên 15 bang và thất bại duy nhất của ông Biden cho đến thời điểm hiện nay là ở vùng lãnh thổ Samoa. Chiến thắng của ông Biden còn vang dội hơn so với năm 2020 khi ông chỉ giành được 10 trên 14 bang. Trong khi đó, trong ngày siêu thứ ba, cựu Tổng thống Trump cũng đã giành được thắng lợi tại 14 bang và chỉ thất bại ở bang Vermont trước đối thủ Nikki Haley. Chiến thắng của ông Trump trong ngày siêu thứ ba năm nay cũng khá ấn tượng so với hồi năm 2016 khi ông chỉ giành được 7 trên tổng số 11 cuộc bầu cử sơ bộ. Sau khi chỉ giành được chiến thắng ở bang Vermont, bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc ngày 6 tháng 3 đã tuyên bố chấm dứt chiến dịch tranh cử của mình. Bà Nikki Haley cho biết ông Donald Trump có thể sẽ đại diện Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống, nhưng bà Haley không cam kết sẽ ủng hộ ông Donald Trump. Bà Haley là đối thủ cuối cùng của ông Trump và là nữ ứng cử viên đầu tiên từng giành chiến thắng ở hai cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, ở phía Đảng Dân Chủ, ứng cử viên Dean Phillips, hạ nghị sĩ bang Minnesota, cùng ngày cũng đã tuyên bố rút lui. Ông Phillips cũng tuyên bố ủng hộ Tổng thống Biden trở thành đại diện Đảng Dân Chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Bà Von der Leyen là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bỏ phiếu của EPP diễn ra hôm nay. Điều kiện cơ bản để hướng tới khả năng tái bổ nhiệm. Nếu được các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên EU tái bổ nhiệm, bà Von der Leyen sẽ có một nhiệm kỳ thứ hai trên cương vị Chủ tịch EU để vạch ra các chính sách của khối trong mọi vấn đề, từ viện trợ và công nghệ lớn đến các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Bà Von der Leyen từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Đức, đã lãnh đạo Ủy ban châu Âu trong 5 năm, vượt qua đại dịch COVID-19, cuộc xung đột Nga-Ukraine năm 2022 và cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. Ngày 6 tháng 3 theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết họ đã tấn công thành công kho chứa máy bay không người lái của Ukraine tại Odessa, đúng vào thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis thăm thành phố cảng quan trọng này. Trên mạng xã hội, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã có một cuộc tấn công nhằm vào một kho chứa máy bay không người lái ở khu vực cảng thương mại Odessa, nơi các phương tiện này đang được chuẩn bị cho lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng, và cuộc tấn công đã đạt được mục tiêu đề ra. Cùng ngày, Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Mitsotakis xác nhận đã xảy ra các vụ nổ tại thành phố cảng Odessa. Thủ tướng Hy Lạp cho biết đã nghe thấy tiếng còi báo động cùng tiếng nổ xảy ra ở gần và không có thời gian để đến nơi trú ẩn. Trung Quốc và Nga đã tuyên bố quan hệ đối tác không giới hạn vào tháng 2 năm 2022 khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Bắc Kinh chỉ vài ngày trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc luôn duy trì lập trường khách quan và công bằng về xung đột Ukraine, nhấn mạnh Bắc Kinh tiếp tục kiên quyết thúc đẩy hòa bình và hướng tới mục tiêu mở đường và xây dựng cầu nối để chấm dứt thù địch và tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình. Hamas cam kết tiếp tục tham gia đàm phán ở Cairo, Ai Cập, nhưng duy trì yêu cầu một lệnh ngừng bắn phải có hiệu lực trước khi các con tin được trả tự do. Cùng với đó, các lực lượng Israel phải rời khỏi Gaza và tất cả người dân Gaza phải được trở về nhà. Trong khi đó, Israel chỉ muốn tạm dừng giao tranh để đưa con tin ra khỏi Gaza và cho phép viện trợ. Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ không kết thúc xung đột trước khi Hamas bị tiêu diệt. Israel hiện không tham gia đàm phán ở Cairo vì lý do Hamas từ chối cung cấp danh sách các con tin vẫn còn sống, dù Hamas nhấn mạnh điều này là không thể nếu không có một lệnh ngừng bắn, vì con tin nằm rải rác khắp vùng chiến sự. Liên Hợp Quốc tuyên bố sắp thử nghiệm viện trợ cho giải Gaza qua một con đường mới. Trong bối cảnh việc Israel mở quá ít cửa khẩu vào Gaza cũng như không đảm bảo an toàn cho các đoàn xe viện trợ, đang đẩy khoảng 2 triệu dân tới bờ vực nạn đói. Theo đó, Liên Hợp Quốc sẽ sử dụng con đường quân sự qua làng Be'eri của Israel ở phía đông dải Gaza để cho phép hàng viện trợ tiếp cận từ điểm giao giữa Kerem Shalom và Rafah. Đoàn xe viện trợ sẽ được kiểm tra tại các cửa khẩu này, sau đó được hộ tống qua lãnh thổ Israel theo con đường phía đông để vận chuyển hàng hóa lên phía bắc dải Gaza.
Viện trợ hiện đang đi vào Gaza ở phía nam thông qua cửa khẩu Rafah từ Ai Cập và từ cửa khẩu Kerem Shalom từ Israel. Tuy nhiên, số hàng viện trợ là không đủ để giải quyết tình trạng khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại đây. Cuộc tập kích tên lửa đạn đạo của lực lượng Houthi nhằm vào một tàu thương mại ở vịnh Aden khiến ít nhất 3 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Đây là cuộc tấn công gây chết người đầu tiên do Houthi thực hiện, nhắm vào các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ. Các nhà điều hành Hy Lạp của tàu True Confidence cho biết con tàu đã bị bốc cháy. Trong số các thành viên thủy thủ đoàn có 15 người Philippines, 4 người Việt Nam, 2 người Sri Lanka, 1 người Ấn Độ và 1 người Nepal. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải Anh cho biết lực lượng liên minh đang hỗ trợ con tàu và thủy thủ đoàn. Về phía Houthi, lực lượng này đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào con tàu True Confidence. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa thị sát trung tâm huấn luyện binh lính trong một cơ sở quân sự lớn ở phía tây đất nước. Trong chuyến thăm, nhà lãnh đạo chỉ đạo nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu. Chuyến thăm căn cứ ở địa điểm không được tiết lộ diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc khởi động cuộc tập trận thường niên từ đầu tuần này, với số lượng binh lính tham gia tăng gấp đôi so với năm ngoái. Ông Kim chỉ đạo quân đội phải tăng cường chuẩn bị chiến tranh phù hợp với yêu cầu của tình hình hiện tại. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã thị sát quân đội diễn tập trong điều kiện mô phỏng chiến tranh thực tế. Một vụ xả súng đã xảy ra tại một trạm xe buýt ở bang Philadelphia của Mỹ, làm 11 người bị thương. Đa số các nạn nhân là tuổi vị thành niên từ 11 đến 17 tuổi. Cảnh sát đang điều tra động cơ và truy bắt hung thủ. Nghi phạm được xác định là ba tay súng đeo mặt nạ đã bắn hơn 30 phát đạn từ chiếc xe Hyundai Sonata khi các sinh viên đang lên xe buýt gần khu vực Dunkin. Theo dữ liệu của Bộ Y tế Thái Lan, số bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí tại nước này trong năm 2023 là 10,5 triệu người. Kể từ đầu năm đến nay, con số này là khoảng 1,6 triệu người, với các căn bệnh như viêm phế quản mãn tính, ung thư phổi, hen suyễn và bệnh tim. Các thành phố của Thái Lan thường xuyên có mặt trong danh sách những địa điểm có nồng độ bụi mịn PM2.5 cao nhất thế giới trong những tháng đầu năm nay. Nguyên nhân là do nông dân đốt rơm rạ và khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ hoạt động sản xuất công nghiệp và các phương tiện giao thông. Bộ Công nghiệp Thái Lan cho biết hoạt động đốt lá mía sau thu hoạch cũng làm gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí tại nước này, gây ảnh hưởng đến khoảng 44 triệu người trong khoảng 6 tháng mỗi năm. Mới đây, Thái Lan hiện đã lên kế hoạch triển khai 30 máy bay tạo mây trên toàn quốc làm mưa nhân tạo để giúp chống ô nhiễm không khí và giảm khô hạn ở các khu vực trồng trọt chính. Cũng trong cuộc họp báo này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẽ miễn thị thực du lịch đối với công dân của 6 nước châu Âu gồm Thụy Sĩ, Ireland, Hungary, Áo, Bỉ và Luxembourg từ ngày 14 tháng 3. Kể từ khi mở cửa du lịch vào năm 2023, sau 3 năm cách ly vì COVID-19, Trung Quốc đã thực hiện chính sách kích cầu du lịch bằng cách thực hiện chính sách miễn thị thực. Trước đó, Trung Quốc cũng đã cho phép nhập cảnh miễn thị thực đối với công dân từ các quốc gia như Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan và Italia trong 15 ngày. Tuy nhiên, 5 quốc gia châu Âu này vẫn chưa đáp lại bằng cách miễn thị thực nhập cảnh tương tự cho công dân Trung Quốc. Tiếp tục chương trình với những câu chuyện quốc tế đáng chú ý. Pháp trở thành nước đầu tiên trên thế giới đưa quy định phụ nữ có thể chấm dứt thai kỳ vào hiến pháp để bảo vệ quyền của phụ nữ, trong lúc ngày càng có nhiều nước thắt chặt quy định, thậm chí nghiêm cấm nạo phá thai. Trên thực tế, việc phá thai được hợp pháp hóa tại Pháp vào năm 1974 trong một đạo luật, thế nhưng không có điều gì trong hiến pháp đảm bảo quyền phá thai. Sau đó đã ban hành một số luật để cải thiện các điều kiện phá thai thông qua việc bảo vệ sức khỏe và danh tính phụ nữ, cũng như giảm nhẹ các gánh nặng về tài chính của các thủ thuật y tế này. Cho đến ngày 4 tháng 3 vừa qua, tại một cuộc bỏ phiếu chung, Pháp đã thông qua quyết định mang tính lịch sử đưa quyền phá thai vào hiến pháp. Trước đó, Hạ viện và Thượng viện Pháp đã thông qua dự luật do chính phủ đệ trình đưa quyền tự nguyện chấm dứt thai kỳ vào hiến pháp. Theo đó, điều 34 trong hiến pháp của nước Pháp ghi thêm, luật pháp này quy định các điều kiện mà theo đó quyền tự do của người phụ nữ được thực hiện, được đảm bảo để có thể tự nguyện chấm dứt thai kỳ. Sau khi Hạ viện và Thượng viện thông qua dự luật, Tổng thống Emmanuel Macron đã thông báo triệu tập Quốc hội lưỡng viện tại phòng hội nghị ở cung điện Versailles vào ngày 4 tháng 3 để tiến hành cuộc bỏ phiếu cuối cùng. Kết quả có 780 phiếu ủng hộ, 72 phiếu chống và 50 phiếu trắng. Ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu cuối cùng vào ngày 4 tháng 3, Tổng thống Pháp thông báo quyết định tổ chức lễ kỷ niệm sự kiện quan trọng này vào đúng ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Nhiều quan chức, chính khách và giới bảo vệ nhân quyền tại Pháp đã hoan nghênh, coi đây là một bước tiến mang tính chất quyết định
và là một trang sử mới trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền của phụ nữ, thể hiện sự tiên phong của nước Pháp trong việc bảo vệ quyền tự do phá thai. Chính phủ Tổng thống Emmanuel Macron muốn điều 34 của Hiến pháp được sửa đổi, bao gồm việc luật pháp xác định các điều kiện mà một người phụ nữ có quyền được đảm bảo để phá thai. Từ đó đảm bảo quyền phá thai đối với phụ nữ là một quyền không thể đảo ngược. Thuộc dãy núi Himalaya biên giới giữa Tây Tạng và Nepal, đỉnh Everest có chiều cao là 8.849m trên mực nước biển. Đây là đỉnh núi cao nhất và khó chinh phục nhất trên thế giới. Thế nhưng thì bốn phụ nữ ở Bolivia đang ấp ủ giấc mơ chinh phục đỉnh Everest. Hơn thế nữa thì họ leo núi không phải bằng trang phục leo núi thông thường mà bằng chính những bộ váy truyền thống. Trước đây, bốn người phụ nữ kiên cường và dũng cảm này đã chinh phục được ngọn núi Aconcagua của Argentina, ngọn núi cao nhất châu Mỹ với độ cao gần 7 km, và ngọn núi Del Salado của Chile, vốn được biết đến là ngọn núi lửa cao nhất thế giới. Tôi thích leo núi, thích hơn cả đan len. Tôi luôn tò mò xem quang cảnh trên đó như thế nào. Mỗi khi chinh phục được một đỉnh núi, tôi lại bị thôi thúc để chinh phục ngọn núi cao hơn nữa. Từ bỏ những thiết bị leo núi hiện đại, những người phụ nữ Bolivia dự định sẽ mặc bộ váy Cholita truyền thống khi chinh phục đỉnh Everest. Tôi muốn trở thành người phụ nữ Bolivia đầu tiên chinh phục được Everest. Tôi muốn vẫy cờ của Bolivia trên đó và mặc chiếc váy truyền thống của chúng tôi. Họ đang tập luyện hàng ngày và tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính để thực hiện chuyến hành trình lịch sử của mình. Cô Elena cũng cho biết, kinh nghiệm mang vác vật nặng và sống ở độ cao của họ sẽ giúp ích rất lớn trong chuyến hành trình lần này. Với hàng trăm tác phẩm kỹ thuật số được làm theo phong cách độc đáo, triển lãm nghệ thuật Art Dubai khiến đông đảo khách tham quan vô cùng thích thú. Triển lãm cũng ghi nhận sự đóng góp nhiệt tình của các nhà thiết kế và nghệ sĩ trong khu vực. Là năm thứ 17 được tổ chức, hỗ trợ triển lãm mang đến cho khách tham quan các tác phẩm từ hơn 120 phòng trưng bày trên khắp thế giới, bao gồm các tác phẩm kỹ thuật số, đương đại và hiện đại. Một trong những tác phẩm độc đáo của triển lãm lần này là tác phẩm có tên Hustbay 2024 do nghệ sĩ người Canada Christia Kim thực hiện. Tác phẩm là sự kết hợp của những thuật toán về nhịp tim của con người, biến nó thành một bức tranh dạng sóng và màu sắc. Đây là một tác phẩm sắp đặt sống động, là tác phẩm nghệ thuật hợp tác sinh trắc học với AI đầu tiên trong lịch sử. Mỗi người đều có nhịp tim riêng, tôi đã kết hợp những sự khác biệt đó để tạo ra những dạng sóng riêng biệt. Ngoài Hustbay 2024, triển lãm còn giới thiệu cho khán giả hàng trăm tác phẩm độc đáo khác như bộ tranh 3D có tên Nghệ thuật trong không gian, hoặc một bức tranh công khổng lồ cao đến hơn 2m với bộ lông lấp lánh chuyển động liên tục. Triển lãm lần này phản ánh tinh thần của Dubai, thành phố liên tục thay đổi. Chúng tôi chào đón tất cả mọi người, các tác phẩm nghệ thuật, nghệ sĩ và phòng trưng bày mà chúng tôi giới thiệu ở đây đều phản ánh tinh thần này. Được tổ chức tại Dubai trong 3 ngày, sự kiện nghệ thuật này còn bao gồm các buổi nói chuyện mang tính giáo dục dành cho sinh viên, các buổi biểu diễn trực tiếp và hội thảo. Một số giao dịch đáng chú ý đã diễn ra, bao gồm tác phẩm The Pen in the River, tạm dịch là Hòa vào dòng sông của nghệ sĩ người Ghana El Anasui, đã được bán trong vòng vài giờ sau khi hỗ trợ khai mạc với giá 600.000 USD, trong khi nghệ sĩ người UAE Shaikha Amazu đã bán được một tác phẩm điêu khắc với giá lên tới 50.000 USD. Vào ngày 9 tháng 3 năm 1959, búp bê Barbie đồ chơi ra mắt lần đầu tiên tại hội chợ đồ chơi của New York và được công chúng cũng như đông đảo công chúng đón nhận. Đến nay thì đồ chơi búp bê Barbie đã giúp công ty Mattel gặt hái được thật nhiều thành công lớn và có mặt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Hãng đồ chơi này thì cho biết có hơn 1 tỷ búp bê đồ chơi Barbie được bán ra trên toàn thế giới. Hiện thương hiệu này thì đang kỷ niệm 65 năm ngày thành lập. Búp bê Barbie nguyên bản có mái tóc vàng đặc trưng, mang bộ đồ đen trắng được lấy cảm hứng từ cô bé Barbara, con gái của nhà sáng tạo Ruth Handler. Tuy nhiên sau 65 năm, búp bê Barbie đã có vô vàn kiểu tóc và phong cách quần áo. Trong ngành công nghiệp đồ chơi, vòng đời trung bình của một sản phẩm thường là 5 năm. Vì vậy, việc Barbie kỷ niệm sinh nhật lần thứ 65 thật sự là khó tin. Búp bê Barbie đã trở thành một biểu tượng đồ chơi của các bé gái.